Ui dồi ôi, đang nói rồi quay ra quay vào. Ê, lê. Tránh xe tao ra. Nào, nhìn mày có giống con nghiện không cơ chứ. Miệng thì dài. Ây yêu, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Huy Lương ở đây. Đến thời điểm hiện tại thì Poppy Playtime Chapter 3 đã ra mắt được tầm khoảng 1 tháng rưỡi thì các bạn ạ, tức là gần 2 tháng ấy. Và mình vừa mới cập nhật được một thông tin mới, đó chính là Mod Game, tức là nhà sản xuất của Poppy Playtime vừa cho ra mắt một tựa game ở trên Roblox các bạn ạ. Ủa, lần đầu tiên mà một cái hãng game nổi tiếng như vậy mà cho ra một cái tựa game ở trên Roblox, một cái nền tảng dành cho trẻ em ấy. Không biết là họ sẽ làm gì ở trong Roblox đây các bạn ơi. Và mình nghe nói là cái cốt truyện ở trong Roblox này cũng sẽ có một chút liên quan đến cốt truyện chính nha các bạn. Nhưng mà để xem Poppy Playtime phiên bản của Roblox thì sẽ như thế nào, trước khi vào video đừng quên là cho mình một like và một đăng ký kênh và đừng bấm nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Còn bây giờ thì let's go. Mob Game Entertainment. Wow, đồ họa đẹp ấy, nhìn như kiểu là một tựa game thật của ở ngoài chứ không phải là Roblox các bạn ơi. Tôi không nghĩ đây là một tựa game của Roblox. Ua, chúng ta có thể chơi được cùng các bạn á. Oh my god. Như mình đã nói ở video trước thì các bạn bình luận tên của các bạn ở phía bên dưới thì mình sẽ chơi game của các bạn. Nhưng mà mình quên không nói một điều, đó chính là bạn nào phải đăng ký kênh của mình rồi đấy thì mình mới chơi cùng được các bạn ạ. Đấy. Đúng. Nên là các bạn nhớ like video và đăng ký kênh và bình luận ở phía bên dưới là tên tên in game của các bạn. Sau đó thêm cả hashtag là em đã đăng ký kênh hoặc là như nào đó. Đấy. Đại loại là phải để cho tôi biết là bạn đã đăng ký kênh. Chứ bây giờ 92% người xem kênh của tôi là người xem chùa không đăng ký kênh thì tôi buồn lắm các bạn ạ. Đấy, phải đăng ký kênh thì tôi mới có thể chơi game với cùng các bạn. Ok là chia. Ok. Cái gì đây? Ê, nhìn kìa. Nó đã mở khóa. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Hãy lẻn vào trước khi chúng tôi bị phát hiện. À, tức là chúng mình đi lẻn vào cái khu vui chơi. Đây là khu vui chơi bỏ hoang à? Đúng, đây rồi. Là nó, siêu thị của Playtime Co. Tôi không thể tin rằng chúng nó có thật sự ở đây. Hả? Ủa, thế là công ty này không có thật hay sao? Có thật mà. Yeah. Và nó thật sự là cảm thấy dùng mình. Tất nhiên là chúng ta nên vào nhanh xong rồi đi về à? Tôi dài quá, tôi chưa kịp đọc các bạn ạ. Nhưng mà may quá, nó hỗ trợ cho chúng ta, cho chúng ta tiếng Việt. Bạn đang nghe thấy những câu chuyện về nó đúng không? Về AI hệ điều hành. Chúng ta có thể lấy đoạn phim đó và rời ra khỏi đây. Nơi này khiến tôi rùng mình. Ừ, công nhận lại vào đây ớn lạnh các bạn ơi. Lạnh sống lưng. Nhưng mà thật là may mắn khi tự game mà chúng ta mong đợi, mà một là một tự game nổi tiếng, nó lại cho chúng ta một cái gọi là cái gì, tiếng Việt các bạn ạ. Tôi đỡ phải dịch tiếng Anh. Đấy, một người học dốt tiếng Anh như tôi. Ok à, các bạn đã mở cửa được rồi. Nhanh thế. Cái gì đây? AI à? Du khách. Du khách thì sao? Tôi không nhớ lần cuối chúng ta có khách là như nào. Bạn đệ đến để tham quan đúng không? Ừ. Chúng tôi, tôi nghĩ chúng ta nên đi. Ủa? Là sao? Hãy ra khỏi đây. Ủa? Mất công vừa trốn vào đây xong rồi lại đòi ra khỏi đây. Ảo thật đấy. Cái gì? Rời khỏi á? Nhưng mà bạn vừa mới đến đây cơ mà. AI nó nói thế các bạn ạ. AI nó biết nói à? À ừ, AI nó nói như kiểu người đó các bạn ơi. Cánh cửa. Cánh cửa làm sao? Ok. Cái gì đây? Sao cái máy quay rơi? What the hell? Vỡ màn hình luôn các bạn ơi. Huggy cử động kìa. Tuyệt vời, bây giờ chúng ta đã bị mắc kẹt. Mắc kẹt chắc là vui. Vui quá hả mà tuyệt vời. Nhìn kìa. Đó là phòng thay đồ của nhân viên. Chúng ta có một chiếc điện. Gì đây? Trông giống như máy quét thẻ. Với bộ pin đó hãy đi xung quanh để kiếm pin. Đi tìm pin để mở cửa các bạn ơi. Tìm pin để mở cửa các bạn ơi. Pin đâu? Ủa, có cả Kissimissi. Ồ, không có điện thoại. Nhìn kìa. Một cái Grab Pack. Đâu Grab? Ui, đây. Ngon. Được của nó đấy. Wow. Như game thật luôn đấy chứ. Sử dụng Grab Pack để mở cửa cung cấp. Đâu cửa cung cấp đâu? À đây rồi các bạn ơi. Mỡ. Xùi ôi. Đấy, những thứ cực này là sao? Có vẻ như chúng ta đã phải sử dụng gói để hoàn thành mạch. Là sao? Tức là chúng ta sẽ phải giải mã. À, lại là giải đố các bạn ơi. Y hệt trong Poppy Playtime 3 luôn. Từ từ nhá.
như nào nhỉ? Ủa như nào nhỉ? Đây chúng ta sẽ bắt nguồn điện ở đây. Và nguồn điện nó sẽ nối ra đây. Đúng không? Đó. Ủa? Và như nào nhỉ? Ô, tôi nhớ là cái tôi chơi Poppy Playtime 3 là tôi chơi mượt lắm cơ mà ta. Ok các bạn ơi. Và có lẽ là cái tựa game này nó mới phát triển, thành ra là nó đang bị một vài lỗi, lỗi hơi nhỏ nhỏ một chút, nhưng mà bị văng ra khỏi game là lỗi không nhỏ rồi các bạn ạ. Nên là tôi đã phải nạp Robux vào đây, tôi mở một cái server. Đó, tôi đã mở một cái server một mình tôi và tôi thử chơi xem là nó có mượt hơn không các bạn ơi. Rồi bây giờ là tôi nhớ là trong Poppy Playtime Chapter 3 tôi phá đảo cái này rất là dễ thôi. Nhưng tại sao đến bây giờ nó lại khó như này các bạn ơi? Làm sao để truyền điện qua đây ta? Không được vào đây luôn này. Không thể vào đây được luôn này. Vậy là như nào ta? Không phải như này. Không cuốn được vào đây. Ủa gì vậy? À đây ơi. Nó có một... À. Ủa? Là sao? Tôi vừa thấy nó sáng lên mà. Ủa? Trời ơi, phải chạm chéo. Ui ơi. Các bạn ơi, các bạn biết gì không nào? Chúng ta lại vào một cái góc lag nữa các bạn ơi. Chúng ta không còn ở trên cái play call nữa mà chúng ta đi xuống tầng địa ngục hay sao anh, giống back room thế. What the hell? Yo. Và sau một hồi loay hoay thoát ra vào lại và chơi lại vài lần thì tôi đã thoát ra khỏi góc lag rồi các bạn ơi. Và tôi cũng đã tìm ra được một cái bài toán. Đó chính là... Từ, làm nào ta? Quấn vào đây hả? Quấn vào đây. Nice. Quấn tiếp vào đây. Ơ kìa. Ơ. Làm sao? À, quấn một vòng nữa các bạn ơi. Đó. Xong quấn một vòng vào đây. Và cả hai đèn đã sáng vào chúng ta. Như nào? Trời ơi. Tưởng làm khó của tôi mà dễ à nhưng... Wow. Đây là gì? Khu vui chơi mới các bạn ơi. Đây không phải là play care mà đây là cái gì? Day care à? Đây là today care hay là cái gì? Day care. Chắc đây là kiểu như là cửa hàng đồ chơi hay là trung tâm mua sắm gì đó. Chứ đầu tôi bảy ấy tôi không quên câu nào. Ui. Hucky hucky đâu rồi? Tiếng ôn đó là gì? Lúc đầu là có cái cảnh có hucky hucky ở đây cũng đúng không ta? Nó còn cử động mà. Oh no. Cầu chì bị nổ. What the hell. Chúng ta cần phải thay thế chúng hoặc sẽ không bao giờ ra khỏi đây. Các bạn có nghe thấy tiếng hét đó không? Chúng ta chơi một mình mà làm gì có ai mà nói chuyện một mình thế? Tự kỷ à? Ảo thật đấy. Tìm hộp cầu chì à? Đây tôi thấy có phát sáng đây các bạn ơi. Wow, chúng ta sẽ đi tham quan đây một chút nha. Đây là cái vòng quanh Sikula bánh đa sữa đậu lành. Nhìn trông giống mấy con Pokemon này. Con này còn thè lè lưỡi ra đấy chứ. Ok. Wow, có ôi, trên kia có một cái nhà bóng siêu to khổng lồ rồi các bạn ơi. Wow, chúng ta vào đây tham quan cũng như là vui chơi trong một khu vui chơi bỏ hoang. Trong khi không ai chơi thì mình lại chơi. Đây là cái gì đây? Đây là cái gì? Tôi nghĩ là tí nữa kiểu gì cũng sẽ phải tương tác với cái này, tại vì cái này nó có bàn tay này các bạn. Đúng, hợp lý. Có cả bút màu ở đây. Ui, con này kêu. Từ từ. Tôi thấy có điểm các bạn ơi. Ô, cái này phát sáng này. Cái gì đây? Cầu chì đang mở nhưng mà thiếu cái 8 cái. À! Giật mình. Tôi đang... Ê, anh ơi. Em đang chém gió với các bạn mà. Anh ơi. Huggy huggy. Ôi, cắt đuôi được nó. Là nó không dồn được mình nữa. Ôi, thế dễ. Ui, mình dẫm cái này là con huggy huggy đến các bạn ơi. Ok. Ui dồi ôi, đang nói rồi quay ra quay vào. Ê, lê. Tránh xe tao ra. Nào. Biến mày à. Nhìn mày có giống con điện không cơ chứ. Miệng thì dài. Tránh xe tao ra. Nào. Trời ơi. Tôi đang định nhảy xuống nhưng mà nó không cho tôi nhảy các bạn ạ. Cay thật.
mình không hớt được bao con trai. Yeah, chúng ta hồi sinh được, chúng ta không phải chết lại từ đầu. Yes. Được đấy các bạn ơi, thế là thì cái này tôi chết 10 lần cũng được. Trời ơi, tưởng thế nào. Đây là có một cái ở đây các bạn ơi. Ui, chú giấu kỹ thế. Nhà làm game ơi, có thể giấu ở đâu cho chúng ta dễ nhìn được không ạ? Và gần thôi. Giấu xa này là bố tôi cũng không tìm được. À, cứ vừa đi vừa rén các bạn ạ. Vừa đi vừa phải ngó xem bọn nó có... Ê, nó đang ở chỗ kia kìa các bạn ơi. Nó đang ở chỗ nạp điện kìa. Nó không thấy tôi. What the hell? Bruh. Vừa mới kêu nó không thấy tôi xong. Ê, nó lại thấy tôi rồi. Lên. Rồi, lên đây là nó cũng... Ê. Ok. Ê. Trời ơi, tránh vỏ dừa gặp ngay mấy con này các bạn. Ừ, mày lên tao xuống. Nhờn. Mày lên thì tao xuống. Ok là. Con này nó ngu lắm. Mở. Yes sir, mở được cái phòng này các bạn ơi. Và tiếp theo là gì? Thoát được cánh cửa, nhưng sức mạnh đã không trở lại. Sức mạnh gì không trở lại mà các bạn? Chúng ta nên kiểm tra máy phát điện. Máy phát điện đâu? Kết nối đường, 8 đường ống á. Đường ống là cái gì? Mở cửa này ra. Mở luôn, chỉ ra đường ống sau này các bạn ơi. Ok. 8 đường ống để cho vào kia đúng không? Rồi ok. Sao nhiều mấy con này thế? Không được chạm các bạn ơi. Ok. Có vẻ như đường ống bị hư hại rồi. Vậy đường ống ở đâu? Cái gì đấy? Đây là cái gì? Kết nối đường ống với nhau á. À, vậy là chúng ta sẽ phải đi thu thập đường ống xong rồi vứt vào đây. Ok. Hiểu. Ui, nó đứng ở ngoài cửa kìa. Nó đang ngơ ngác ngác không biết tôi đang ở đây. Có một cái cửa phụ này đi vào đây. Ôi giời ơi, vẫn thông ra ngoài các bạn ạ. Ảo thật đấy. Ê, nó nhìn thấy tôi rồi. Ôi giời ơi. Come on boy. He coming. Hai đợt, tức là nó đang đến đấy, mình trốn đi. Ủa? What the hell, đi xuyên qua tường luôn. Có bị làm sao không thế? Nào. Ê, mỗi khi muốn cắt đuôi nó là mình phải chạy lên tầng 2 các bạn ạ. Cay thật. Ok, cắt đuôi được rồi. Nó lại quay vào trong đấy các bạn ơi, khó thế. Ra ngoài đi thì làm sao? Đây rồi. Có mấy cái nó phát hiện ra rồi các bạn này. Nó hiện lên rồi. Nó thấy mình gà quá đó. Ê, nó lên tầng 2 sao ấy? Nó lên tầng các bạn ơi. Nó lên tầng. Mày lên tao xuống. Ok. Thông minh lắm. Điều, có vẻ như đường ống đã sắp nó đã sắp nổ hay sao? Có lẽ chúng ta hãy thử kéo van mở. Kéo van kiểu gì? Sửa các van để bật máy phát điện. Sửa kiểu gì? Sửa kiểu gì? Từ từ, nhưng mà cái cửa này nó không đóng được vào các bạn ơi. Làm sao để đóng cửa này ta? Không, con này nó cứ vào bất chợt, tôi sợ lắm. Có một con robot ở đây này. Hello robot. Đòn bẩy không được kéo là sao? Sửa kiểu gì? À đúng rồi, ok. Tích vào một cái xong rồi kéo xuống các bạn ơi. Ok. Giống kiểu sửa mấy cái ở trong Among Us các bạn ạ. Ok. Rất là nhiều vòi van luôn các bạn ơi. Ok. Wow, nó còn có một cái laser nữa kìa. Tôi tự hỏi mấy cái tia laser này để làm gì nhỉ? Tôi không biết, chúng nó có thể tìm ra chúng tôi, theo dõi nó là sao? Ê, nó ở ngoài cửa kìa. Chúng ta có thể xoay nó không á? Vậy là xoay cái tia laser đi, giải quyết câu đối tia laser. Vậy là cái chúng ta sẽ phải xoay cái tia laser này đi đâu ta? Từ từ nhá. À, vậy là bây giờ chúng ta chỉ cần xoay cái tia laser là kết nối vào những cái trụ kia là được. Cứ kết nối vào với nhau là được, không cần biết là nó đi đâu. Ok, nhưng mà mày có thể đi ra được không ạ? Từ nó cứ đứng đấy các bạn ơi, nó cứ đứng cửa kìa. Ok, và khả năng là tôi đã biết quay các bạn này. Ok.
Vậy là quay ra đây cũng không phải, quay vào đây cũng không phải luôn. À ui, thế là khi nào mà cái này nó xanh lên là đúng rồi. Vậy là nó sẽ chiếu ra đây, tôi sẽ mon men theo đường này tôi quay tiếp. Đúng đúng. Nếu mà gặp, có lỡ gặp nó tôi sẽ phải chạy lên tầng 2 tiếp tục các bạn ơi. Đường nào mới đúng? Đây đây đây, có một mũi tên nó chỉ ra đây các bạn ơi. Vậy là làm sao để quay ra đây đây? Ok, cứ làm theo hướng dẫn là được. Ơ kìa, xẻ mấy cái hộp ngu ngốc này, biến giọng khác. Đúng vậy, cái này nó chỉ đâu đây? Không có mũi tên chỉ rồi. Oh no. Thôi tôi cứ quay đến khi nào mà nó ló được thì thôi các bạn. Wow 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 wow. Từ từ nha, nó đi đâu đây? Đi đâu ta? Không được. Hay là đây à? Trong này nó... Ừ không có. Ê, tự nhiên là được nè. À, dám vào cái này rồi. Chạy tầng 2, chạy lên tầng 2 thôi các bạn ơi. Lên tầng 2 vội. Ê, nó chiếu ra cây. À hay là cho vào đây, cho ra ngoài này nhỉ. Đúng vậy. Ở đâu? À nó chiếu sang bên này các bạn ơi. À ok, đây 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 đây, có một cái nút mở đấy các bạn ơi. Dạ sư, nhanh chóng vào trong. Tôi không muốn ở đây lâu hơn, giờ tôi phải rời khỏi đây các bạn ơi. Lấy cây cát màu đỏ. Đây rồi các bạn ơi. Đây, nhìn kìa, có một thẻ chìa khóa màu đỏ. Văn phòng quản lý. Đây là chìa khóa của văn phòng quản lý các bạn ơi. Đây à, bên này à? Đến văn phòng quản lý, tôi thấy nó phát sáng ở bên này. Thì chắc chắn nó sẽ ở bên này rồi các bạn. Nhưng quan trọng là làm sao mà tôi có thể đi qua đây mà tôi không nhảy được lên đây nè. Để bắt buộc tôi phải đi ra ngoài, tôi đây đây tôi đi. Trời ơi, văn phòng quản lý ở đâu ta? Đi theo cái điểm sáng là được các bạn. Rồi, tít ngoài này à? Trời ơi, xa thế. Ủa, tầng 2. Tầng 2 các bạn ơi. Trời đất ơi. Đều, 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 đều. Ok. Nhưng có Huggy Wuggy nó không ở đây nữa rồi. Let's go. Miền quê thắng. Ui ôi. Tiên. Ờ, chúng nó có thể mà. Yes sir. Ui, sao trong này nó đổ nát hoang sơ này. Đây là văn phòng quản lý thật đấy hả? Mỡ. Ok. Nhìn kia, có một két sắt. Đâu két sắt đâu? Đây hả? À đây đây, đây các bạn ơi. Tôi tự hỏi liệu nó có liên quan đến bàn phím không? Hả? Đương nhiên là phải có rồi các bạn, bảo mật mà. Nhưng chúng ta còn phải có mật mã. Có phải ở trên tường không? Mật mã nào nhỉ? Không có thiếu những con số. Cứ không mãi thế. Bruh. Mật mã là gì? Nó thiếu một con số vào mảnh ghép trên chúng. Mảnh ghép là cái gì? À đây là các bạn ơi. À thế thì đây sẽ là 5 này. Và những con số cuối cùng, nó sẽ có 4 số, 5 và bao nhiêu đấy. Đây chúng ta sẽ phải đi tìm rồi các bạn ơi. Mảnh ghép ở đâu ta? Hế? 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 Power the future. Sức mạnh của tương lai. Chắc là con Huggy Wuggy nó không thể lên đây đâu được các bạn ạ. Con này nó ngu mà làm sao mà vào được phòng quản lý các bạn. À thế à? 9, 8, 5. À nhầm nhầm nhầm, 9, 8 8, 5, 5. Yes sir. Rồi ôi, là còn đánh đố nhau á. Ảo thật đấy. Anh nói an ninh. An ninh là ai? An ninh hình như là cái thằng bảo vệ AI sao ấy. Thằng bảo vệ AI lúc đầu mà nó chào đón mình các bạn ơi. Sử dụng khóa màu đen để tắt AI. Và mới đến cái chỗ thằng AI ở đâu. Thằng mà nó giữ mình lại các bạn ạ, cay thật. Lúc đầu mà vào nó bảo là chào quý khách, đã lâu rồi không gặp quý khách, hãy ở lại đây chơi với tôi cho đỡ cho tôi đỡ cô đơn kiểu vậy. Lừa rồi. Không bao giờ. Mỡ. Đây phòng AI đúng không?
À ha ha, tôi không thể tin rằng bạn đã rơi cho nó. Là sao? Chúng tôi bị mắc kẹt. An ninh. Security. Thì ra con hức ghiu ghiu là bảo vệ của cái nơi này các bạn ơi. Ê. Ui. Ui con này chạy chậm quá các bạn ơi. Quá đen quá gà. Có cần anh đứng đợi không cu? Mở. Nè. Ui. Đùa đấy. Ê, kéo. Cái gì đấy? Trời ơi. Đến cuối game rồi. Tôi định chôn nó một tí thôi mà. Trời ơi. Đồ ngu. Không qua đằng sau nữa nhá. Cắm đầu mà chạy. Chạy thôi. Đây, có đường lên này các bạn ơi. Đấy là tôi chết ở đoạn này. Mở ra. Vào đây. Lỗ thông hơi, chuẩn luôn. Nhảy xuống. Ê, chắc là nó không xuống nữa đâu. Nó hết rồi mà. Ê. An toàn. Vào đây ngay bây giờ. Vào đâu. Chúng ta sẽ phải làm gì? Bật màn hình á. Ôi, đang đập cửa ấy các bạn ơi. Bật màn hình kiểu gì nhỉ? À, đây. Ơ không được hả? Vậy là oh my god, trong này cơ à? Oh shit. Làm sao có thể kéo nó ra nhở? Từ từ nhá. Ôi. Vậy là như này. Không giữ được các bạn ơi. Vậy là làm nào cho có thể truyền điện được ra ngoài này nhỉ? Không phá được cửa các bạn ơi. À phá được này. À ok, phá được. Rồi tôi sẽ phá cửa nhé, sau đó tôi sẽ nối nó vào đây. Ok, chạy vòng quanh vào đây, cuốn nó vào. Như ban nãy các bạn ơi. Quá. Cuốn nó vào như này. Sau đó ok mở được màn hình các bạn ơi. Mở màn hình rồi. Let's go. Nó vẫn đang đập cửa con hốc ghi kìa. Ê nhấp màn hình. Chưa như đập chuột các bạn ạ. Oh shit. Sao nhiều ấy. Nhiều kinh luôn. Ôi. Phải phá từng cái màn hình một các bạn ạ. Quá nhiều trong một cuộc tình. Trời ơi. Tôi bị bấn loạn rồi các bạn ơi. Ôi. Nhiều ấy. Sao có thể phá được hết đấy? Nhấn cao màn hình nè. Ui. Hết chưa? Vào đây. À con AI này mở được cửa các bạn ơi. Con AI đây rồi. Ui ôi, trong này là một cái mạng lưới các bạn ơi. Rất là nhiều luôn con AI bây giờ. Ủa. Vậy là phá xong rồi hả? Cái gì giáp anh ơi? Kết thúc trò chơi. Thời gian cấp độ. Chúng ta đã hoàn thành trò chơi trong vòng 22 phút. Đó, 22 phút là lần này tôi đã phải chơi lại từ đầu các bạn ạ. Và đó là cái kết ở trong Poppy Playtime Forever trong Roblox các bạn ạ. Và có lẽ là cái phần này nó sẽ là một cái phần cốt truyện có liên quan đến Poppy Playtime 4 sắp tới. Và có thể là Poppy Playtime 4 sẽ có sự xuất hiện của một con AI và một cái con nhân vật mới mà mình cũng chưa biết được. Và các bạn hãy dự đoán xem đó là nhân vật gì nhé. Hãy bình luận ở phía video cho mình biết. Còn nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Và đừng quên bấm nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình cậu nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye, peace.